Theo như lời ông hội trưởng nói rằng rất tiếc và xin lỗi là tại vì không có biết là có sự diện rất là đông của quý vị, thành thử trong một cái không gian không khí có hơi chật hẹp. Nhưng mà bù lại thì như quý vị có đồng ý là nếu mà ra nhà hàng đó thì chúng ta cũng rộng rãi, cũng có nhiều điều kiện, nhưng mà chỉ có một ông đầu bếp thôi. Còn ở trong cái buổi tiệc hôm nay đó là có rất là nhiều đầu bếp. Các chị của hội Ái Hữu Sài Gòn Gia Đình đã đóng góp nhiều món ăn thật mình hơn ở cái chỗ món. Và thưa bây giờ chúng tôi xin trân trọng mời thưa tiến Nguyễn Duy Hưng.